Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, quân đội Israel tuyên bố đóng cửa ba khu vực dân cư gần biên giới Liban bao gồm Metula, Misqad Am và Kfar Giladi, chuyển thành khu vực quân sự cấm người dân ra vào. Cụ thể, cùng ngày, một nguồn tin thực địa ở Liban cho biết, máy bay của không quân Israel đã tấn công một số mục tiêu ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Theo nguồn tin, máy bay Israel đã tấn công các khu phố Lailaki và Bohemdranek ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Nhiều khả năng sẽ có một loạt cuộc không kích khác. Cũng trong ngày 30 tháng 9, truyền thông Israel đưa tin nội các chiến tranh của Israel đã phê duyệt giai đoạn tiếp theo của các hoạt động quân sự trên mặt trận Liban. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Israel đang tiến hành các hoạt động quân sự hạn chế nhằm vào lực lượng Hezbollah bên trong lãnh thổ Liban. Người phát ngôn Matthew Miller cho biết Israel đã thông báo với chúng tôi rằng họ đang tiến hành các hoạt động hạn chế nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah gần khu vực biên giới. Phản ứng trước tình hình, quân đội Liban đang tái bố trí lực lượng dọc biên giới Việt Nam một quan chức quân sự giấu tên tiết lộ, quân đội Liban đang tái bố trí và tập hợp lại lực lượng ở khu vực biên giới đề phòng Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah. Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden phản đối việc Israel tiến hành chiến dịch trên bộ tại Liban và kêu gọi ngừng bắn. Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố phản đối kế hoạch tấn công trên bộ của Israel và Liban. Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie kêu gọi chấm dứt hoàn toàn xung đột ở Liban và thúc giục Hezbollah và Israel chấp nhận lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu về tình hình Tây Á và nhấn mạnh yêu cầu hạ nhiệt căng thẳng. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đề xuất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khuyến nghị sử dụng vũ lực nếu Hội đồng Bảo an không ngăn chặn được tình hình. Ông cũng kêu gọi các nước Hồi giáo thực hiện các biện pháp kinh tế, ngoại giao và chính trị chống lại Israel. Cùng ngày 30 tháng 9, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết sẽ tăng cường các hoạt động quân sự chống lại Israel, đáp trả các cuộc tấn công của Israel và Yemen, tuyên bố được đưa ra một lúc sau khi Israel tấn công các mục tiêu của Houthi mà Houthi cáo buộc đã khiến 5 người thiệt mạng và 57 người bị thương. Trước đó, quân đội Israel IDF đã tấn công khoảng 120 mục tiêu của Hezbollah tại khu vực Kafra ở miền nam Liban, bao gồm cơ sở hạ tầng và trụ sở quan trọng được các đơn vị khác nhau của Hezbollah sử dụng. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29 tháng 9 khẳng định phải tránh xung đột trên toàn khu vực Trung Đông. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các đợt không kích mới nhất của Israel đã làm gần 60 người thiệt mạng ở Liban, bên cạnh những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại giải Gaza và xa hơn nữa là Yemen. Trả lời câu hỏi của các phóng viên về yêu cầu cần tránh một cuộc xung đột khu vực, Tổng thống Biden bày tỏ phải tránh, thực sự phải tránh. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông sẽ điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, song không nêu rõ thời gian cụ thể. Cũng trong ngày 29 tháng 9, quân đội Israel IDF xác nhận đã tiến hành những đợt không kích mới nhằm vào các kho vũ khí và cơ sở tầng của phong trào Hezbollah ở Liban. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tel dẫn thông báo của IDF nhấn mạnh, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Liban, bao gồm các bệ phóng, tên lửa và rocket hướng về lãnh thổ Israel, các kho vũ khí và các cơ sở tầng. Một tuyên bố khác sau đó cho biết, IDF đã tấn công khoảng 120 mục tiêu của Hezbollah tại khu vực Kafra ở miền nam Liban, bao gồm cơ sở tầng và trụ sở quan trọng được các đơn vị khác nhau của Hezbollah sử dụng. Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa vào hai địa điểm ở miền Bắc Israel để đáp trả những cuộc tấn công của Tel Aviv vào các thành phố, làng mạc và dân thường Liban. Trong khi đó, kênh truyền hình al Masira TV của Houthi đưa tin ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong khi quân đội Israel tấn công các mục tiêu của phong trào này ở thành phố cảng Hodeida trong ngày 29 tháng 9. Đợt không kích được thực hiện một ngày sau khi Houthi tuyên bố tấn công sân bay Ben Gurion của Israel bằng tên lửa Trước đó cùng ngày, quân đội Israel ra tuyên bố dẫn lời người phát ngôn IDF David Abraham nêu rõ, trong chiến dịch không kích quy mô lớn hôm nay, 29 tháng 9, hàng chục máy bay của không quân bao gồm những chiếc tiêm kích, máy bay tiếp nhiên liệu và trình sát cơ đã tấn công các mục tiêu được sử dụng cho mục đích quân sự của Houthi ở các khu vực Ras Isa và Hodeida thuộc Yemen. IDF đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và một cảng biển dùng để nhập khẩu dầu. Trong một động thái khác có liên quan, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo, Ngoại trưởng nước này Jean Noel Barros đã đến thủ đô Beirut vào tối ngày 29 tháng 9 giờ địa phương. Ông Barros là nhà ngoại giao cấp cao nước ngoài đầu tiên đến thủ đô Liban kể từ khi quốc gia Trung Đông phải hứng chịu những đợt không kích khốc liệt của Israel suốt tuần qua. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Barros, người trước đó đã kêu gọi Israel dừng ngay lập tức những cuộc không kích, diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Pháp thông báo về trường hợp công dân thứ hai của nước này thiệt mạng ở Liban, mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Theo Bộ trưởng Y tế Liban, Firas Abias, Ngoại trưởng Barros sẽ chứng kiến lễ bàn giao 11,5 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Pháp. Sau cuộc họp về tình hình các công dân Pháp, Ngoại trưởng Barros sẽ gặp trực tiếp giới chức Liban trong đó có Thủ tướng Najib Mikati trong ngày 30 tháng 9. Israel ngày 29 tháng 9 theo giờ địa phương tuyên bố đã ném bom các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen và tiến hành thêm các cuộc không kích ở Liban, hai ngày sau khi ám sát thủ lĩnh phong trào Hezbollah theo tuyên bố từ phía Israel, các cuộc không kích vào cảng Hodeida của Yemen là nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa do lực lượng Houthi thực hiện nhắm vào Israel trong những ngày gần đây, trong bối cảnh nguy cơ giao tranh ở Trung Đông vượt khỏi tầm kiểm soát có thể xảy ra. Đã có ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương khi quân đội Israel tấn công các mục tiêu của phong trào này ở thành phố cảng Hodeida trong ngày 29 tháng 9. Đợt không kích diễn ra chỉ một ngày sau khi Houthi cho biết đã bắn một tên lửa vào sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv và vào thời điểm Thủ tướng Benjamin Netanyahu vừa trở về từ Mỹ. Israel đã đánh chặn tên lửa này cũng như một tên lửa khác của Houthi được phóng trước đó một ngày. Trong khi đó, các cuộc không kích do Israel thực hiện tiếp tục diễn ra tại Liban, nơi vẫn đang hứng chịu các cuộc ném bom dữ dội trong suốt hai tuần qua, khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương. Thông báo của quân đội Israel nhấn mạnh, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Liban, bao gồm các bệ phóng tên lửa hướng về lãnh thổ Israel, các kho vũ khí và các cơ sở hạ tầng. Một tuyên bố khác sau đó cho biết lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công khoảng 120 mục tiêu của Hezbollah tại khu vực Kafra. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel trong ngày 29 tháng 9 đã khiến ít nhất 105 người thiệt mạng, bao gồm 32 người ở Ain Deleb ở phía nam và 33 người ở Banbek, Herman, trong số các nạn nhân có 14 nhân viên y tế. Trước đó, tham mưu trưởng quân đội Israel Hezi Halevi cho biết sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu Hezbollah. Người dân địa phương chia sẻ, máy bay không người lái của Israel đã bay lượn trên bầu trời Beirut vào đêm qua với tiếng nổ lớn của các cuộc không kích mới vang vọng khắp thủ đô Liban. Các diễn biến mới này xảy ra sau khi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 27 tháng 9 vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, làm dấy lên lo ngại cuộc chiến lan rộng tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày cho biết, Ông sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tình hình Trung Đông, nhấn mạnh rằng chúng ta thực sự phải tránh một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Theo truyền thông Israel, giới quân đội nước này tin rằng Tổng thư ký phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào tổng hành dinh của Hezbollah ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban tối ngày 27 tháng 9. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố máy bay chiến đấu F-35 của không quân nước này đã thả bom xuyên phá bong kè tấn công khu nhà đại bản doanh của Hezbollah ở quận Dahieh phía nam Beirut. Cuộc tấn công được tiến hành vào đúng thời điểm ông Nasrallah cùng các lãnh đạo cấp cao Hezbollah đang nhóm họp tại đây lực lượng phòng vệ Israel khẳng định cuộc không kích đã thành công và thủ lĩnh Hezbollah có rất ít cơ hội sống sót. Truyền thông Israel tiếp đó công bố một số hình ảnh cho thấy nhiều cột khói lớn bốc lên từ một khu phố ở phía nam Beirut, nơi được cho là tổng hành dinh của Hezbollah. Một số nguồn tin Liban tối qua cũng xác nhận cuộc không kích của Israel vào phía nam Beirut đã gây ra nhiều tiếng nổ lớn, phá hủy hoàn toàn một số tòa nhà. Các nguồn tin khẳng định đây là cuộc không kích dữ dội nhất của Israel và thủ đô của Liban trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết địa điểm bị tấn công có phải là trụ sở của Hezbollah hay không. Trong phản ứng đầu tiên về vụ việc, phòng truyền thông của Hezbollah ra tuyên bố khẳng định toàn bộ thông tin của Israel về cuộc không kích vào tổng hành dinh Hezbollah là sai sự thật. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin ông Hassan Nasrallah vẫn an toàn ngay sau thông tin về cuộc không kích của israel vào tổng hành dinh hezbollah một số hãng hàng không khu vực đã tuyên bố hủy các chuyến bay đến và đi từ beirut đáng chú ý một số nguồn tin cho biết nhiều binh sĩ liban đã được triển khai đến bảo vệ khu vực đại sứ quán mỹ ở phía bắc beirut nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại nếu thủ lĩnh hezbollah thực sự bị sát hại trong cuộc không kích nhóm này và các lực lượng trong trục kháng chiến tại khu vực sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa israel với cách thức khó lường thưa quý vị thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Aviv sẽ tấn công nhóm Hezbollah ở Liban bằng toàn sức mạnh đồng thời bác bỏ khả năng ngừng bắn theo đề nghị của quốc tế Interfax ngày 27 tháng 9 dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận không quân Israel trong 24 giờ gần nhất đã tấn công khoảng 220 mục tiêu của nhóm Hezbollah ở Liban bao gồm cơ sở hạ tầng bệ phóng kho vũ khí và điểm tập kết binh lính IDF cũng cáo buộc nhóm Hezbollah đã phóng hơn 150 quả đạn pháo, rocket các loại vào lãnh thổ do Israel kiểm soát, khiến còi báo động vang lên ở nhiều khu vực. Hezbollah sau đó tuyên bố đã tấn công các mục tiêu ở phía bắc Israel bằng rocket và máy bay không người lái mang bom. Nhóm cũng xác nhận chỉ huy cấp cao của mình là ông Muhammad Hussein Sro đã thiệt mạng hôm 26 tháng 9, nhưng không nêu tình huống chi tiết. Căng thẳng Israel và Hezbollah leo thang lên mức đặc biệt nguy hiểm sau khi Liban xảy ra một loạt vụ nổ với các thiết bị liên lạc trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, phần lớn là thành viên Hezbollah. Nhóm Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau sự cố nêu trên. Một tuần qua, Israel và Hezbollah tăng cường tập kích mục tiêu của đối phương bằng hỏa lực hạng nặng. Thống kê của Bộ Y tế Liban cho thấy, gần 700 người đã thiệt mạng ở Liban trong các cuộc tập kích của Israel từ ngày 22 tháng 9, bao gồm 92 người trong 24 giờ gần nhất và hàng ngàn người bị thương. Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Anh, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Qatar ngày 26 tháng 9 đã kêu gọi Israel và Hezbollah chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn trong 21 ngày để ngăn khả năng nổ ra một cuộc chiến quy mô lớn giữa hai bên. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dạng sáng 27 tháng 9 giờ Hà Nội khẳng định thông tin về việc Tel Aviv sắp ngừng bắn với Hezbollah là không chính xác. Ông tuyên bố, chính sách của chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah bằng toàn sức mạnh, chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo qua đường 1 vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, tức 10 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam, nhằm vào trụ sở Mossad. Quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa được phát hiện bay từ Liban sau khi tiếng còi báo động vang lên ở trung tâm kinh tế Tel Aviv chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại, trong khi quân đội Israel khẳng định không có thay đổi nào đối với hướng dẫn phòng thủ dân sự. Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 25 tháng 9 thông báo, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định hoãn chuyến công tác tới New York, Mỹ tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong ngày 25 tháng 9 để tiến hành các cuộc tham vấn thảo luận về tình hình xung đột hiện nay với Hezbollah. Căng thẳng dọc biên giới Liban, Israel đã leo thang kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 sau khi lực lượng Hezbollah ở Liban phóng rocket vào Israel để ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine ở giải Gaza. Israel đã đáp trả bằng pháo hạng nặng nhắm vào đông nam Liban, từ đầu tuần này, Israel bắt đầu chiến dịch không kích diện rộng nhằm vào Liban sau khi tuyên bố giai đoạn mới trong nỗ lực chống lại lực lượng Hezbollah để đưa hàng chục nghìn người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Trong một tuyên bố chung sau khi kết thúc cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tại New York, ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Iraq và Jordan đã chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, cảnh báo động thái này đang đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Ngoại trưởng các nước kêu gọi giảm căng thẳng nguy hiểm trong khu vực bằng cách chấm dứt xung đột tại Gaza. Các chuyên gia quân sự cho rằng lực lượng Hezbollah ở Liban có thể sử dụng chiến thuật tương tự như của Nga ở Ukraine để áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Theo các nhà phân tích quân sự, lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban có thể sử dụng chiến thuật tương tự như chiến thuật của Nga ở Ukraine, theo đó phóng hàng loạt máy bay không người lái UAV và tên lửa để áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Hezbollah cũng có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự quan trọng, cảng biển và lưới điện của Israel. Nhận định trên được đưa ra sau khi Liban chứng kiến ngày đẫm máu nhất trong hàng chục năm qua. Theo các quan chức y tế nước này, các cuộc không kích của Israel ngày 23 tháng 9 đã khiến 558 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Có nhiều đồn đoán cho rằng Israel đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào miền Nam Liban. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Hezbollah đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ hơn và tinh vi hơn kể từ sau cuộc chiến gần đây nhất với Israel năm 2006 và họ có thể đáp trả mạnh mẽ. Nếu Hezbollah quyết định tấn công Israel, chiến thuật mà Nga sử dụng ở Ukraine có thể là bài học có giá trị đối với họ. Ebola được cho là đã tích trữ tên lửa và máy bay không người lái trong nhiều năm qua. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào tháng 3 năm nay cho biết, lực lượng này có thể sở hữu 120.000 đến 200.000 tên lửa cả dẫn đường và không dẫn đường, trong đó có cả tên lửa tầm bắn lên tới 500 km. Kho UAV của Hezbollah chủ yếu do Iran cung cấp và được sử dụng để do thám cũng như tấn công. Trong số này có cả UAV có tầm hoạt động lên tới 2.000 km. Các cuộc tấn công với loạt tên lửa và bầy đàn UAV có thể áp đảo hệ thống vòm sắt, hệ thống phòng không di động của Israel. Vòm sắt gồm có mỗi khẩu đội, có 3-4 bệ phóng tên lửa cơ động. Mỗi quả tên lửa đánh chặn của vòm sắt có giá ước tính từ 40.000 đến 50.000 đô la Mỹ. Triển khai vòm sắt ở các vị trí chiến lược có thể tạo ra hàng rào phòng thủ chống lại tên lửa, súng cối và máy bay không người lái trong phạm vi lên đến 160 km vuông ở các khu vực đông dân cư. Israel tuyên bố tỷ lệ đánh chặn thành công của vòng sắt là trên 90%. Dù vậy, hồi tháng 6, giới chức Mỹ và Israel thừa nhận rằng Hezbollah có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không vòng sắt của Israel ở phía bắc nước này, đặc biệt là với một cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác. Chiến thuật này tương tự như khi Nga tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các cuộc tập kích như vậy thường khiến hệ thống phòng không của Ukraine bị áp đảo. Các nhà phân tích cũng cho rằng Hezbollah đã học được những bài học quý giá khi hợp tác với quân đội Nga ở Syria. Tháng 11 năm 2023, Mỹ từng nói rằng lực lượng Wagner của Nga đã chuẩn bị cung cấp cho Hezbollah các hệ thống phòng không Panzer 1 của Nga. Một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang Liban và Nga đang được củng cố. Theo Al Jazeera, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Liban Firat Abiyab cho biết đã có 558 người chết do các cuộc không kích của Israel vào nước này, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ. Tờ báo nhấn mạnh, thông tin này bác bỏ tuyên bố của Israel rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hezbollah Ngoài ra, có ít nhất 1.835 người bị thương và 54 bệnh viện đang được huy động để điều trị cho nạn nhân. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi bảo vệ dân thường sau các cuộc không kích của Israel vào Liban hôm 23 tháng 9, được mô tả là ngày tăng tốc nhất trong nhiều năm. Al-Jazeera cho rằng đây là ngày chết chóc nhất tại đây kể từ cuộc chiến israel hezbollah năm 2006. Luật nhân đạo quốc tế rất rõ ràng tất cả các bên trong một cuộc xung đột vũ trang phải luôn phân biệt giữa dân thường và những người tham chiến giữa các mục tiêu dân sự và mục tiêu quân sự. Người pha ngôn văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Ravina Shamdasani cho biết trong một tuyên bố cần phải liên tục chú ý để bảo vệ dân thường và các mục tiêu dân sự. Luật chiến tranh cũng yêu cầu tất cả các bên phải tuân thủ nguyên tắc tương xứng. Tuyên bố nói thêm đồng thời văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi các cuộc điều tra độc lập toàn diện và minh bạch về các vụ việc khiến dân thường bị sát hại hoặc bị thương nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Palestine đã cảnh báo rằng việc Israel mở rộng cuộc xung đột đối với Hezbollah và kêu gọi các nỗ lực quốc tế mới để chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, tờ Jerusalem Post đã trích lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Hezi Halevi nói rằng lực lượng này sẽ tăng tốc các hành động tấn công ngày hôm nay và tăng cường cho tất cả các đơn vị. Cũng theo tờ báo trên, ông Halevi nói thêm, chúng ta không được để Hezbollah có cơ hội nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động hết công suất. Tình hình hiện tại đòi hỏi phải tiếp tục các hoạt động chuyên sâu trên mọi mặt trận. Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào một số khu vực quân sự của Israel trong đêm 23 tháng 9, bao gồm một nhà máy sản xuất chất nổ bên trong biên giới Israel khoảng 60 km và một sân bay gần thị trấn Afula. Cuộc giao tranh đã làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ, đồng minh thân cận của Israel và Iran quốc gia có các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông sẽ bị lôi kéo vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Hôm 24 tháng 9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột khu vực, nhưng cho biết Hezbollah, tổ chức mà Iran đã giúp thành lập vào năm 1983, không thể tự mình chống lại Israel. Người đứng đầu hoạt động đối ngoại của EU, Joseph Borrell, mô tả cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah gần như là một cuộc chiến tranh toàn diện. Giới chức Israel cho biết, sự gia tăng không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở Liban là nhằm buộc nhóm này phải đồng ý với một giải pháp ngoại giao, ngừng các cuộc tấn công vào Israel hoặc đơn phương rút quân khỏi khu vực gần biên giới.